Chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Trong cái video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em top những chai nước hoa mà anh em có thể dùng cho 4 mùa. Nếu như các bạn là một người mà không quá là chuyên về nước hoa, các bạn chỉ cần 1-2 chai và có một cái nhu cầu là sử dụng được cho tất cả 4 mùa, nghĩa là chỉ cần bỏ tiền ra mua 1-2 chai nhưng có thể dùng được cho quanh năm, thì video này là mình muốn dành đến cho các anh em đang có nhu cầu như thế. Ok, đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Victor Roth, đó là Spice Bomb. Đây là chai nước hoa mà kết hợp giữa tiêu và thuốc lá, nhưng mùi hương này nó không quá nồng, nó không quá gắt, rất là đa dụng. Các anh em có thể sử dụng được trong các dịp đi chơi, đi hẹn hò, đi làm tùy các anh em, và có thể sử dụng cho 4 mùa. Tất nhiên là mùa hè thì các anh em nên chú ý cái liều lượng xịt của nó, đừng nên xịt quá nhiều thì vẫn có thể sử dụng được. Đây là chai nước hoa mà rất là manly, rất là masculine, nó một dạng kiểu nam tính đó, rất là ok. Các anh em nào mà yêu thích một cái phong cách giống như kiểu power, thể dục thể thao trẻ khỏe đó, mà cần một cái mùi hương đa dụng 4 mùa, thì Victorian Roots Spice Bomb là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho các anh em. Tiếp theo đó là Prada Loam, một cái mùi hương Irish rất là sạch sẽ, rất là clean, rất là fresh, sử dụng được cho trong tất cả các dịp đi làm, đi hẹn hò, đi chơi, đi nào cũng được, và 4 mùa. Đây là cái chai nước hoa nếu như các bạn nào đang có một phong cách điềm đạm classic đó, gentleman, làm dạng một kiểu gentleman, thì Prada Loam muốn giới thiệu cho các anh em rất là ok. Irish thì mất khi mà xịt lần đầu, 1-2 lần đầu thì có thể là mọi người sẽ cảm thấy không hợp, nhưng cứ bình tĩnh, thầm dần thì chai nước hoa này sẽ là một cái trợ thủ rất là lực cho các mọi người đó, Prada Loam. Tiếp theo nữa đó là Blue Chanel bản Eau de Toilette, không phải là bản Eau de Parfum, không phải là bản Parfum, mà là bản Eau de Toilette. Bởi vì ở cái mùi hương, cái phiên bản đầu tiên của nhà Chanel này, thì đây là cái mùi hương rất là trẻ trung và nó nhẹ hơn so với bản EDP. Do đó anh em nào mà tuổi trẻ dạng kiểu tầm 21-22 ấy, mà cần một cái mùi hương đa dụng, có thể đi trong các dịp hiếu hỉ hội nghị đó, thì Blue de Chanel Eau de Toilette mình muốn giới thiệu cho anh em. Ở nhân đây cũng muốn nói thêm là cái nhân vật mà là quảng cáo biểu tượng của cái dòng nước hoa này ấy, thì anh này đã là một diễn viên và đã từng đóng trong bộ phim về nói về Hannibal Lecter, một tên sát nhân hàng loạt. Bộ phim Hannibal Rising đó cũng ăn thịt người, mà không hiểu sao Chanel lại chọn ông này làm nhân vật đại diện cho một cái mùi hương rất lực lãng đó. Mới đầu đấy là cái chuyện bên lề, còn anh em nào tuổi trẻ mà cần một cái mùi hương đa dụng các gì thì Blue de Chanel Eau de Toilette là cái sự lợi ý mình muốn dành đến cho các anh em. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo. Về bản chất thì chai nước hoa này dùng cho mùa hè là chủ yếu. Thế nhưng bởi vì chai nước hoa này nó không có cái nét citrus giống như của phiên bản đầu tiên là Acqua di Gio, mà nó đậm hơn, thì mình nghĩ là có thể dùng được kể cả trong thu đông. Đây là cái mùi hương mà các anh em xịt thì sẽ không bao giờ sợ là mọi người chê bai phàn nàn gì cả, bởi vì nó rất là định mũi, nó rất là ưa chuộng mũi với cái phong cách mùi hương của người Việt chúng ta. Do đó nếu mà túi tiền của mình có, thế nhưng mà thích sử dụng một việc khác thì không phải là quá chuyên về nước hoa, hoặc cần một cái mùi hương đa dụng 4 mùa, thì Acqua di Gio Profumo này là một trong những sự lựa chọn rất là tốt. Tiếp theo nữa đó là Giorgio Gabbana The One Eau de Parfum. Không cần nói quá nhiều về chai nước hoa này, classic, nam tính và dễ dùng, dùng vào dịp nào cũng được, đi đâu cũng được đó, The One Eau de Parfum. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos Artisan Pour. Đây là cái mùi hương cam rất là ok, nó cũng được dành để dùng trong mùa hè, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các anh em muốn hoàn toàn có thể xịt được trong 4 mùa. Đây cái mùi hương đánh giá rất là cao nếu như trong phân khúc nước hoa dành cho mùa hè, thì chai nước hoa này luôn luôn được nhắc đến. Nếu mà có thể dùng cho thu đông thì mình nghĩ là hoàn toàn cũng có thể dùng được. Do đó đây là chai nước hoa mình muốn giới thiệu cho anh em, John Varvatos Artisan Pure. Cuối cùng đó là một sản phẩm của nhà Montblanc, Montblanc Explorer.
Đây là một phiên bản mà có mùi hương clone dạng như kiểu Creed Aventus. Và các anh em đều biết rồi, Creed Aventus là cái mùi hương rất là đa dụng, dùng trong các mùa, các sự kiện, các cái dịp. Và bây giờ trong cái tình trạng mà bị loạn batch, có nghĩa là anh em đều biết là Creed bây giờ rất là nhiều batch và không phải là cái batch nào, và bản chất nữa thì mùi hương nó cũng bị kém đi rất là nhiều. Do đó nếu như các anh em nào mà yêu thích cái tông mùi giống như của Creed Aventus và không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, chỉ Mont Blanc Explorer là cái sự lựa chọn cũng rất là tốt. Bên cạnh đó thì cũng có Amat Club de Nuit Intense hoặc là Mancera Syntrax Boys, nhưng mà hai mùi hương đó thì nó hơi đậm hơn so với cái phiên bản này của nhà Mont Blanc, thì nó cũng rất là khó để sử dụng trong mùa hè. Do đó cái chai nước hoa này mình muốn ưu tiên lượng cho anh em hơn, Mont Blanc Explorer. Thì vừa xong mình muốn giới thiệu cho anh em top những cái chai nước hoa mà có thể sử dụng trong bốn mùa, trong các dịp, dành cho các anh em nào mà cần thiết là ví sinh viên hoặc là mình có tiền nhưng mình không thích sử dụng quá nhiều tiền vào việc mua nước hoa, mình chỉ cần một hoặc hai chai sử dụng được cho quanh năm các dịp đó. Thì rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như anh em cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.